Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễn Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong tháng 5, những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, cuộc sống luôn được ấm êm và chẳng bao giờ cần phải lo nghĩ về tiền. Với tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đặc biệt là khoảng thời gian này, sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc, trời cho, giỏ sang phú quý, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Và trong phần luận giải về tử vi tháng 5 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn về bốn phương diện trong cuộc sống, đó chính là tiền tài, công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo, sức khỏe của mình. Và xem tử vi sẽ giúp cho quý vị biết trước được thiên cơ và từ đó chúng ta có thể cải vận giỏ sang cho mình. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc, không quản khó khăn, đầu óc tư duy, linh hoạt. Nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều, bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mủi lòng. Đây chính là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá yên bình và tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay và đủ sức sáng tạo cho nhân dân. Đối với quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những tính cách ứng xử hợp lý để giải quyết tranh chấp xung đột, tránh gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Bính Thìn cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh quá sa đà vào trong công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tháng này bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khổ phục. Chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn cũng nên thận trọng với những lời mời, lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp của bạn có thể coi là bạn quá nóng để có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào những buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 5 âm lịch, gia chủ Bính Thìn không cần quá lo lắng về con đường tài lộc. Tuổi Bính Thìn có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy đến một mức độ nhất định. Khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu đều sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phải phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa, đáp ứng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân,
Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tuy vất vả nhưng cũng thu được rất nhiều điều đối với những người sinh năm 1976. Vì thế bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với mọi thách thức. Nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao và không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ. Nên chú ý giảm dần việc tiệc tùng, xã giao và không sử dụng chất kích thích. Các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của chính bạn. Các cặp đôi cũng có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Với những người vẫn còn độc thân, vận đào hoa của bạn là khá tốt. Bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của người khác giới. Khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với một số người tuổi Bính Thìn trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi 1976 trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1976. Qua đó, quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.